Thì bây giờ tao nói nó mới test thì nè, tới chừng cuối tuần nó test từng nữa khi nữa mới test thì vô đây ngồi gọi mày đó. Rồi ta nói vậy, tao nói tôi không có tới Sài Gòn đâu, tôi nhà tôi ở Cần Thơ à. Nói vậy vậy đi lên Sài Gòn rồi đi xe về Cần Thơ. Nó biết ai đi xe đi bộ để đâu đây đó gì đây được khỏe rồi chúng chung đây là thấy khỏe rồi. Kia thì bị gì nó giấy lượm nhưng mà cũng chưa cái chỗ này trống vậy đó, rồi nó vô trước rồi chỗ kia trong rồi tao qua kia, thành ra tao nó phải trên đợi chứ còn một chút thì mua ngồi ghế kế, tại vì cũng như người này qua người kia thành ra nó phải trên đợi nên nó đi trước, thành ra có số cái số phòng của nó 110 mấy hả, tao tới 310 mấy là tao tới 331 hay 231 qua tới mày. Thật ra không có chung một phòng ở cũng trên lầu 3 vậy nhưng mà đều phòng ở đằng kia phòng ba đằng này. Đâu rồi Quốc Khánh Nhật Chi đâu nghe ngoại vậy không? Ừ, tôi nghe không? Ừ.